Xin chào tất cả các em đã đến với kênh Bé Út Chi Bi. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 10 tây tháng 3 năm 2018. Và đầu video thì chị xin thông báo là các em sẽ xem cái phần mà trúng mini game của ngày 9 tháng 10 là ở cuối video nha. Còn câu hỏi dành cho thành viên của kênh thì chị không biết, nó sẽ nằm ở trong giữa video nhưng không biết khúc nào. Các em nhớ chú ý thêm nha, để nhận được phần quà may mắn cho mình. Còn một cái phần nữa đó là bốc thăm dành cho đơn hàng may mắn, thì bữa nay nó cũng sẽ dời vào cuối video luôn nha. Bây giờ chúng ta chỉ kiểm tra đơn hàng thôi. Đồng ý không? Lo cho nó lạ một chút nha. Đầu tiên sẽ là của Phạm Bích Phượng, 200.000 đồng. Gồm có là 24 đất sét nha, mỗi một cây như vậy là 60.000 đồng. Đó, đủ màu hết luôn. Rồi đến hai chai hương, mỗi chai 10.000, dứa và sữa. Hai bịch tuyết nhân tạo, mỗi bịch cũng 10.000. Đến hai bịch borat, mỗi bịch là 5.000. Và tiếp theo là đơn hàng của Bùi Thị Kim Huệ, 193.000 đồng. Thì Huệ có đặt là một hộp nhẫn 140, nhưng ở đây chị chỉ còn là 20 chiếc 5.000 và 13 chiếc 2.000 thôi, cho nên chị chỉ lấy là 110.000 nha. Và đây nè ha, đây là những chiếc 5.000 và bên đây là chiếc 2.000. Đó, rồi còn thiếu mấy chiếc ha. Đó, hộp này là 110.000 đồng. Rất là đẹp nha, có nhiều kiểu. Tiếp theo thì là một slam bia 18.000 và một búp bê mắt đá 35.000. Đây, búp bê mắt đá 35.000 ha, có khuôn mặt rất là xinh, váy màu nâu, tóc màu trắng hồng, 35.000. Và bây giờ chị tính là để cái phần công bố này là để cuối video, nhưng thôi bây giờ chị sẽ công bố luôn đi ha. Và đây là danh sách của các bạn đặt hàng ngày 10 tây tháng 3 đây. Bây giờ mình sẽ bốc thăm luôn đi nha. Và bây giờ chúng ta cùng bốc thăm nha. Hãy đặt hàng kênh Bé Út Chibi, số điện thoại đặt hàng trực tiếp 0937899707. Hãy đăng ký thành Hãy đăng ký thành viên của kênh Bé Út Chibi để tham gia mini game mỗi ngày và nhận những phần quà dễ thương. 1 2 3 chưa rớt luôn. 1 2 3 chưa rớt luôn. 3 2 1 3 2 1 Trời ơi. Thôi rớt ra rồi, mừng quá. Để xem. Xin chúc mừng đơn hàng của bé Nguyễn Bảo Quân sẽ là đơn hàng may mắn ngày hôm nay, nhận được một Whisky Game nha. Xin chúc mừng em. Và lỡ rồi thì chị sẽ công bố luôn cái mini game của ngày 9 tháng 3 luôn nha. Chờ tới cuối video lâu quá. Thì xin chúc mừng bạn Thủy Tiên Trần đã là người trúng mini game của ngày 9 tháng 3. Và đây là một cái món quà chị gửi tặng cho Thủy Tiên Trần nha. Xin chúc mừng Thủy Tiên Trần. Còn đây cũng là một cái Whisky nữa chị sẽ gửi tặng cho thành viên của kênh nha. Các em chú ý xem video và xem coi khúc nào chị sẽ hỏi ha. Và nhớ trả lời chính xác nhanh nhất để nhận Whisky này nha. Chúc các em may mắn. Tiếp theo, đơn hàng của Nông Thị Hoài, 387.000. Đầu tiên thì bạn đã đặt là 5 bịch borat nè. Thêm 5 bịch borat nữa là mấy em? 10 bịch borat, mỗi bịch 5.000. Rồi đến là 2 bịch đất sét, mỗi bịch cũng 5 luôn. Và 3 hũ màu nha, mỗi một màu như vậy là 4.000. Và 2 mùi hương dứa nè, dâu, mỗi mùi 10.000. 3 bịch tuyết nhân tạo, mỗi bịch 10.000. Tiếp theo thì bạn này đặt là một bịch xốp trắng, nhưng mà xốp trắng hiện tại là xốp là hết rồi, cho nên là chị lấy cho em là bịch xốp màu vàng, cái màu nó cũng rất là sáng. Hy vọng rằng là em sẽ thích, còn nếu không thích thì em nhớ gọi sớm cho chị 0937899707 nha. Nhưng mà chị nghĩ màu này cũng đẹp, với lại giờ em không lấy cái này thì không còn màu nào hết à. Hy vọng là em thích nha. Tiếp theo thì là 12 cây dừa, ấy lộn, 12 cái slam trái cây nè. 3 nè, 6 nè, 3 nè, 6 nè. Để chị coi, cái này là chanh, dưa hấu, wow. Cái này mình gắn vô ha, không sao hết. Như vậy là đủ 12 loại slam trái cây nha mấy em. Đây, đủ 12 loại slam trái cây các loại luôn. Mỗi một lát trái cây như vậy là 5.000 á, 5.000 đồng ha. Tiếp theo thì là bộ kit làm lam 50.000 đồng. Tiếp theo là 3 bịch kim tuyến, mỗi bịch 5.000. Và 2 viên thuốc rất là đẹp luôn, mỗi viên có 10.000 đồng mà, nhưng mà không có uống được nha, chỉ để chơi thôi. Rồi có slam cà phê nè, mỗi hũ 5.000. Phụ kiện cho búp bê 5.000 đồng một bịch. Và slam nước ngọt ha, cái này nè nó có nhũ nè, nó óng ánh nha, 5.000. Rồi đến 3 hũ keo sữa, mỗi một hũ như vậy 15.000. Tiếp theo là đơn hàng của Hùng Quốc. À, thật ra là của nick YouTube Thủy Tiên Tiên Trần đó mấy em, là người đã trúng cái mini game này nè, là đã được tặng cái một zombie quả cầu. Thì bạn này có đặt mua thêm á là
một cái váy búp bê nha. Các em trúng mini game mà muốn mua thêm những cái món đồ nhỏ như vậy thì sẽ được miễn phí ship luôn á. Và cái váy này là 20.000 đồng nha. Tiếp theo, Dương Thùy Dương ơi, đơn hàng 111, wow, 111.000. Đầu tiên là búp bê mắt đá 35.000 đồng, váy bạc nha, rất là xinh luôn, tóc màu vàng hồng đó, 35.000. Rồi đến là vỉ giày 17.000 đồng ha, có 12 đôi. Một bịch tập sách nha, ở đây có 4 quyển sách nè, mà cái bỏ sách ngược giờ mấy em không thấy rõ, nhưng thật ra nè 1, 2, 3, 4. Và giấy in ba liên nha, vẽ một bông hoa được 3 bông hoa luôn, rất thú vị, 12.000 một bộ. Cuối cùng là cái cặp táp 9.000 đồng nha. Đó, rất là đẹp, bằng da đó mấy em, rất là chắc chắn. Và một cái phụ kiện nón lượt nữa nè. Đó, phụ kiện này thì là 5.000 đồng nha, có nón, có lượt, có giày. Tiếp theo, Trần Vũ ơi, đơn hàng 183.000, gồm một tiên cá 150.000. Tên tên, và nàng ấy đã xuất hiện, thật là xinh đẹp luôn, khuôn mặt nè, các em xem nè. Ơi, cái bóng đèn, đây. Nè ha, tại vì cái hộp này nó hơi bị dính bụi một chút xíu nha, đó, dính bụi. Khuôn mặt thì rất là đẹp ha, mái tóc đỏ bồng bềnh, một cái váy ánh đồng nha. Cái váy vàng vàng ánh đồng nè, với cái đuôi xòe rất là đẹp luôn ha. Khuôn mặt thì có cái màu hồng xà cừ nè, cái môi hồng xà cừ nhẹ nhẹ rất là đẹp nha. Tóc nè, xoăn bền bồng giống như là những bông hoa hồng vậy đó. 150.000 đồng ha. Và bây giờ là đơn hàng của chị Hà 288.000, gồm có là một cái bánh Wixi, bánh kem. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 90.000 đồng, mềm, dễ thương quá à, nha. Rồi đến là búp bê Simbolop. Wow, hồi nãy là tiên cá tóc đỏ, bây giờ là Simbolop tóc đỏ. Đó, mái tóc bồng bềnh rất là đẹp nè, khuôn mặt thì dễ thương ha, cái môi hồng hồng nè, váy 3 tầng. Nhưng Simbolop thì chỉ có giá 140.000 đồng thôi nha mấy em. Đó, Simbolop thì 140.000 đồng, rất là đẹp. Tiếp theo, bạn đã còn đặt một cái Wixi dưa hấu nhỏ 18.000 nữa nè, rất dễ thương. Tiếp theo, Lê Ngọc Huyền ơi, đơn hàng 168.000, gồm có bộ kit làm lam 50.000 đồng, bộ bếp nhôm 60.000 đồng, có thể nấu ăn thật luôn, nhưng các em phải chơi cùng người lớn để tránh bị phỏng tay và cháy nổ nha. Và cuối cùng thì là một Panda Wixi 25.000. Và bây giờ là đơn hàng của Lê Uyên My 47.000. Tin tin, trời ơi, có 5 slam loại 5.000 luôn, rất là đẹp nha. Màu xanh nè, trái tim xanh nè, trái tim màu nâu nè, ngôi sao vàng nè, ngôi sao tím và ngôi sao đỏ luôn. Các em thấy nè, nhìn nó rất là lung linh luôn ha. Mỗi một món như vậy là chỉ có 5.000 thôi nha. Rồi đến là một slam bia 9.000 nha. Tiếp theo, Bùi Thùy Duyên 83.000. Đầu tiên sẽ là 4 slam nước ngọt, mỗi slam như vậy là 5.000 đồng. 2 burrup, mỗi burrup 5.000 luôn. Và 4 bịch đất sét nha, mỗi một bịch như vậy thì là bao nhiêu mấy em? 5.000 đồng. Tiếp theo là vỏ trang ánh ngọc 92.000. Đầu tiên là 3 bịch tuyết, mỗi bịch 10.000. Rồi đến là một burrup 5.000. Tiếp theo thì là 3 cái ghế, wow, mỗi cái là 5.000 nha. Bịch phụ kiện 5.000 và bịch bé nhí thời trang 7.000 đồng. Tiếp theo, Phạm Anh Thư ơi, đơn hàng 100.000 đồng, gồm 2 bạn gấu panda, mỗi bạn 5.000. Có cái ba lô nữa nè, ba lô 15.000, hoa hồng rất là đẹp luôn nha, cho búp bê đi học và đi du lịch. Rồi đến là cái bộ đồ cho búp bê đi học nè, đó, rất là đẹp nha, cái váy và cái bộ đồ học sinh 25.000. Cuối cùng là trái hương dâu 10.000. Tiếp theo là đơn hàng của Hà Đức Minh 105.000, gồm đất sét Nhật 2 bịch, mỗi bịch 5.000. Tiếp tiếp, Wixi cá dễ thương 30.000. Có gấu panda 25.000 nữa đây. Tiếp theo, Lê Hồ Thanh Thảo ơi, đơn hàng 212.000. Đầu tiên là 2 cây kem cây, đó, nhìn rất là hấp dẫn nha. Rồi đến là 2 cây kem xoắn nè, 18.000 đồng một cây kem, nhìn rất là ngon. Rồi đến 3 bô rát 5.000 một bịch, 2 chai hương dịch, hương này hương dứa nè và hương dâu, mỗi chai 10.000. 4 chai màu nha, này màu cam nè, nè các em dòm nè, màu cam, màu hồng, màu đỏ và màu tím, 4.000 một chai. 5 viên kẹo Milo, mỗi một viên 2.000, ăn rất là ngon. Bịch cát động lực 10.000, chai slam bia 18.000, loại lớn này nha, chơi rất là vui á.
cuối cùng, một whisky chuột 18.000. Và bây giờ là đơn hàng của Phạm Mai Chi 123.000, gồm có bộ kit làm lam 50.000, bịch borax 5.000, bịch tuyết 10.000, hai chai màu, mỗi một chai là 4.000 đồng ha, màu xanh màu hồng. Và đây là chai mùi hương nha, mùi dâu 10.000. Tiếp theo là đơn hàng của Lưu Thu Hà 359.000. Đầu tiên là trứng bóng đèn, rất là đã luôn á, bóp rất là đã luôn, 20.000. Rồi đến là hai chiếc nhẫn nhựa nè, nơ nè và trái tim, mỗi một chiếc như vậy là 2.000 đồng nha, rất là đẹp. Tiếp theo thì là hai slam trái cây, mỗi slam 5.000. Tiếp theo thì là bốn cái slam nha, trong đó là gồm có là hai slam ngôi sao nè và hai ông trăng nha. Thì mỗi cái slam như vậy thì là 9.000 đồng ha, gồm có hai ông sao nè và hai ông trăng, 9.000 đồng một người một cái. Tiếp theo thì là hai slam trái tim nha. Đó, nó có cái hình icon nhỏ này in ở trên đây nè nha. Đó, thì mỗi một cái như vậy là 5.000 thôi. Có cả slam nước ngọt nữa nè, ba hũ, mỗi hũ 5.000 loại nhỏ. Tiếp theo là ba người bạn vui tính, trời nhìn mặt là thấy thương liền, slam mặt cười, mỗi slam như vậy là 5.000. Tiếp theo thì là slam panda nữa nè, cũng ba cái, mỗi cái 5.000. Rồi đến là ba vĩ móng tay nha, trời ơi, hai vĩ trái cây và một vĩ bông hoa, rất là đẹp, mỗi một vĩ như vậy là 7.000 ha, rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì là ba cái móng tay, mỗi cái là 5.000 đồng ha, cái loại này là loại 5.000 nha. Rồi đến bộ kit làm lam 50.000. Tiếp theo là bốn chiếc nhẫn ngọc trai nha, mỗi một chiếc như vậy là 5.000 nè, có đủ màu hết luôn, màu xanh dương, xanh lá, màu tím và màu hồng nha. Tiếp đến là cái ba lô 15.000 đồng màu hồng nha, đây là ba lô 15.000 màu hồng nè, đó, bằng da. Rồi cái cặp táp 9.000, rất là chắc chắn luôn, bằng da luôn, hai cái nào cũng đẹp hết. Tiếp theo là slam cà phê 5.000, slam bia 18.000, và có cả hai cây kem que whisky, mỗi cây 18.000, và thêm một slam cà phê nữa nha, là hai slam cà phê, hồi nãy lấy thiếu một cái ha, như vậy là hai hũ. Và bây giờ là đơn hàng của Nguyễn Thanh Thảo, Nguyễn Thanh Thảo Nguyên hả, hay là Nguyễn Thanh Thảo không á, 469.000. Tiếp đến là ba cái giá đỡ nè, mỗi một cái 10.000. Tiếp theo thì là búp bê mắt đá tiểu thư 47.000 ha, có cây dù nè, váy hồng chấm bi, wow, cái nơ tím nữa, tóc nâu xoăn nhẹ nha, rất là đẹp luôn, 47.000. Rồi đến là ba bịch tuyết nhân tạo, mỗi bịch 10.000, whisky kem 18.000. Bịch tập sách cho búp bê, bên trong này gồm có bốn quyển tập ha, tập thơ rồi tập toán, tập viết chữ, làm tùm lum đủ loại hết luôn á, bốn loại trong đây. Về cái giấy này là in ba liên nha, viết một vẽ một bông hoa được ba bông hoa, 12.000 một bộ. Tiếp đến là bộ đồ kimono 50.000 đồng, cái loại này là loại váy dài xuống tới dưới chân này luôn nha, rất là đẹp luôn, chỉ có 50.000 đồng. Rồi đến là slam nước ép 11.000, hai chai hương dâu và hương sữa, mỗi chai 10.000. À, còn đây thì là popping cooking làm cá nè, làm sushi nè, bò lụi nè, và có cả ly nước ngọt nữa. Ở phía sau thì sẽ có cái phần hướng dẫn chúng ta làm nha. Hạn sử dụng thì ở đây còn rất là xa, vừa ăn nè, vừa chơi luôn, rất là ngon và an toàn nữa nha. 118.000 đồng một bộ của Nhật Bản, hãng Krasi. Tiếp theo là năm bịch phụ kiện luôn, rất là đẹp, đầy đủ hết các loại nha. Đó, rất là đẹp luôn, mỗi một bịch như vậy là 5.000 đồng nha mấy em. Rồi bịch ly 5.000, hai bộ đồ kiểu cho búp bê, bộ thứ nhất là quần jean ống bát áo kiểu nè, 35 ha, cái quần jean rất là sành điệu. Bộ thứ hai là cái bộ này chúng ta có thể làm mà cái quần nè, cái áo nè, làm đồ bộ ha, và có thêm cái tập về nữa để cho các em có thể khi nào búp bê làm bếp thì mặc vô ha, một công hai chuyện luôn, mỗi bộ là 35.000. Tiếp theo là đơn hàng của Trương Thiên An 135.000. Đầu tiên là ba bịch borax mỗi bịch 5.000, bịch tuyết 10.000, hương dứa 10.000, kim tuyến 5.000, hai hũ keo sữa, mỗi một hũ như vậy là 15.000 đồng, và một bịch xốp nha 9.000. Tiếp theo thì là năm hũ màu, mỗi hũ 4.000, rồi có cả hũ kim tuyến màu hồng nè, 3.000 đồng. Cuối cùng là một bịch đất sét Nhật 5.000. Tiếp đến bếp Phạm Thị Phương Anh 280.000. Đầu tiên sẽ là ba nàng tiểu thư luôn nha mấy em. Đây, rất là đẹp, nàng thứ nhất ha, mái tóc xoăn nhẹ, váy hồng chấm bi, dù cam. Nàng thứ hai là tóc màu nâu, cũng xoăn nhẹ nha, váy đỏ, có cái rang dưới đây nữa nè. Đó, tóc màu nâu. Nàng này thì cũng là nàng tóc vàng ha, váy trắng 2 tầng,
ba nàng, ba cây dù giống nhau nha. Cái này là đi thi đi đồng phục được á. Đó. Rất là đẹp luôn, mỗi một búp bê như vậy là 47.000 nha mấy em. Đây 47.000. Rồi đến là hai vỉ giày cho búp bê. Mỗi một vỉ như vậy là 17.000, có 12 đôi giày nha. Đây. Tin 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 tin, xin chào mọi người. Và đây là hai chibi tóc xoăn. Mỗi một chibi như vậy thì là 20.000 đồng. Hai màu tóc này cũng khác nhau nha. Bên đây là màu nâu. Màu nâu mà nó hơi ánh bạc bạc, còn bên đây là màu nâu nâu có ánh hồng hồng nha. Đó. Rất là dễ thương, 20.000 đồng một em. Cuối cùng thì là bé búp bê mắt đá 35.000 đồng. Tóc màu tím, váy màu tím, lấp lánh luôn. Rất là xinh nha, mà chỉ có 35.000 thôi. Tiếp theo, Nguyễn Diễm Phúc ơi, đơn hàng 80.000, đó là một bộ kit làm lam 50. Và bây giờ là đơn hàng của Lâm Thị Thâm Thủy 98.000. Đầu tiên là em búp bê mắt đá 35.000 đồng ha. Tóc dài nè, màu vàng hồng, váy bạc. Rất là xinh, 35.000. Ba bịch phụ kiện mới, mỗi một bịch như vậy là 5.000. Tiếp đến thì là 5 bịch tiền, mỗi một bịch là 2.000 đồng nè. Đó, các em thấy không? 2.000 một bịch, đủ loại hết, rất đẹp. Và cuối cùng thì là một slam nước ngọt 5.000. Và tiếp trước khi mà đến với lại cái đơn hàng tiếp theo á, thì câu hỏi dành cho thành viên của kênh bữa hôm nay, ai trả lời đúng sớm kèm theo số điện thoại của mình sẽ được một cái whisky này nha. Thì câu hỏi đó là, đây, nêu các bước tô màu của video thử vẽ chibi Hàn Quốc, video mới nhất của chị. Ai mà ghi sớm nhất kèm theo số điện thoại thì sẽ là người trúng mini game nha. Ở trên kênh Raw Channel nha mấy em, kênh Raw Channel. Các em hãy nêu các bước tô màu của video thử vẽ chibi Hàn Quốc, video mới nhất của chị luôn á. Rồi bạn nào mà trả lời sớm kèm theo số điện thoại của mình và đúng nữa thì sẽ nhận được cái quyết si này nha. Chúc các em may mắn. Tiếp theo là đơn hàng của bé Huỳnh Thị Phương My 125.000, gồm có ba lô hồng. Đây là cái ba lô hồng 15.000, hũ ke sữa 15.000, bịch phụ kiện 5.000 đồng, Porat ấy lộn, tuyết nhân tạo 10.000, một chai hương dứa và một chai hương cam. Cái này chị quấn là chị sợ nó đổ thôi nha, chứ không có gì hết. 10.000 một chai. Rồi đến là cái cặp táp 9.000 và 6 cục kẹo hamburger nha, mỗi cục 2.000. Cuối cùng là một cái phao. Wow, cái phao cho búp bê rất dễ thương, có hình chú vịt nữa, 9.000 một cái. Và bây giờ Lê Huỳnh Anh ơi, đơn hàng 136.000, gồm 2 slam trái cây, mỗi slam 5.000, 2 trứng lưới, mỗi trứng 10.000, 1 whisky chuột và 1 whisky kem cây, mỗi whisky 18.000, 2 vỉ gom thức ăn. Đó, có hoa, bánh kem, bên đây thì xúc xích rồi vân vân, mỗi vỉ là 15.000. Tiếp theo thì là đơn hàng của Minh Hậu 68.000, gồm có cái trứng lười 20.000 đồng và 2 bịch hạt xốp, mỗi bịch là 9.000. Tiếp theo Bảo Trân ơi, đơn hàng 259.000. Đầu tiên là bộ đồ bộ ngắn nè. Đó, 20.000 đồng cho búp bê mặc rất là thoải mái nha. Rồi đến là bộ đồ bộ dài nè, vừa thoải mái vừa tiện lợi lại ấm áp. À, không bị mũi chích luôn, tránh nắng luôn nha, 30.000. Rồi đến là bộ đồ yếm có cái váy màu hồng rất là đẹp nha. Bộ này có giá là 35.000 nè mấy em. Và bộ áo dài cách tân nữa. Đây, áo dài cách tân thì có cái phần tay nè, áo nè, váy nè ha, 35.000. Wow, hai búp bê nha, một búp bê mắt đá nè, tóc tím hồng, váy tím lấp lánh. Đây, rồi đến đây là mắt đá, khuôn mặt rất là xinh nha. Đây, váy màu nâu cũng 35.000, tóc màu trắng hồng. Tiếp đến là 4 cái phao, mỗi một cái là 9.000 nha, phao hồng và phao xanh. Chào búp bê, bê 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 bê, à, đi chơi công viên nước rồi, rất là tuyệt ha. Rồi đến là 5 cái giá đỡ nha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ha. 5 cái giá đỡ, mỗi một cái như vậy là 10.000 đồng. Tiếp theo là đơn hàng của bé Nguyễn Bảo Quân 73.000 đồng và đây cũng là đơn hàng may mắn ngày hôm nay. Xin chúc mừng em và đây là whisky chị xin gửi tặng cho Bảo Quân nha. Chúc em vui. Gồm có là 2 bịch đất sét nè, đơn hàng của Quân á, 2 đất sét mỗi bịch 5.000, 1 tuyết nhân tạo 10.000, 1 chai hương 10.000, hương dứa. Rồi đến là 2 bịch borax mỗi bịch 5.000,
Tiếp theo là đơn hàng của mẹ Trang 201.000. Đầu tiên sẽ là hai bé panda màu hồng và màu vàng, mỗi bé 25.000, rất là dễ thương. Tiếp đến là 6 cây kem, mỗi cây là 18.000 ha, có hai cây kem xoắn nè, hai cây kem viên nè và hai cây kem que nha. Như vậy là đủ 6 cây, mỗi cây 18.000. Hai viên kẹo hamburger nữa nha, 2.000 một viên. Cuối cùng hai bịch kẹo nổ, ăn rất là vui luôn. Cái này vị coca và vị táo nè, 3.000 một bịch. Lê Thị Bình Nhi ơi, đơn hàng của Lê Thị Bình Nhi 223.000. Đầu tiên thì bạn này nói bỏ là 243.000, nhưng mà do là hết tuyết rồi cho nên là chị bỏ hai bịch tuyết ra, mong em thông cảm nha, và trừ lại là còn 223.000. Đầu tiên là ba giá đỡ, mỗi giá đỡ 10.000. Rồi đến là hai cái váy 16.000, gồm có cái váy màu vàng nè. Đó, ôi cái váy vàng này phía trên này cũng đẹp nữa. Còn đây thì là váy xanh ánh trăng nha, 16.000 một cái. Tiếp theo là 6 bịch phụ kiện nha, có đầy đủ hết các kiểu luôn nè. Đó, rất là đẹp dòm nè nha. Đó, mỗi một bịch là 5.000 ha, vòng tay, vòng cổ, đôi bông rồi. Đây thì có vương miệng nữa nè. Ôi trời ơi, cái này thì quá đẹp luôn đúng không mấy em, lâu lâu mới có một cái, bạn này hên ghê nha, cũng 5.000 luôn. Rồi hai bịch móc mỗi bịch 3.000 và hai cái cặp táp mỗi cái 9.000. Rồi đến là hai bịch hai chùm kim tuyến nha, kẽm kim tuyến thì mỗi một chùm như vậy là 5.000 đồng nha mấy em. Và đến là 10 cái chai màu nha, bên đây là 5 nè mấy em, đó, và bên đây là 5 nha, mỗi một chai như vậy thì là 4.000 đồng. Rồi đến hũ keo sữa 4.000 đồng loại nhỏ. Một bé panda 25.000. Tiếp theo là 9 bịch Borat nha, bên đây là 5 nè, bên đây là 4 là 9, mỗi bịch như vậy là 5.000. Tiếp theo là Nguyễn Thị Phương 74.000. Một slam cà phê 5.000, một bịch Borat 5.000, một cái hũ màu 4.000, đế xét 5.000, bịch tuyết 10.000 và hũ keo sữa loại lớn 15.000. Tiếp theo Trần Mỹ Cầm 118.000. Tiên là 4 bịch Borat mỗi bịch 5.000, 3 bịch tuyết mỗi bịch 10.000, bịch phụ kiện 5.000, chai hương dâu và hương sữa 10.000 một chai. Rồi đến là slime mặt cười 5.000, dễ thương quá à. Và thêm một mặt cười nữa nha, như vậy là hai mặt cười lẫn đó, nhìn rất là vui, song sinh. Và bây giờ là Đinh Huỳnh Mai 104.000. Rồi đến là 4 bịch Borat mỗi bịch là 5.000. Tiếp theo thì là 5 bịch móng tay nha, mỗi một bịch như vậy thì là 5.000 đồng ha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5. Rồi đến là bịch xốp 9.000 và bịch tuyết 10.000. Tiếp theo bé Nguyễn Thị Mỹ Duyên ơi, đơn hàng 91.000. Tiếp theo thì là 4 bịch đầu tiên, chứ đầu tiên Mỹ Duyên đặt 4 bịch Borat mỗi bịch 5.000. Rồi đến là 2 bịch tuyết nè, mỗi một bịch 10.000. Và một whisky chuột tím dễ thương 18.000. Tiếp theo Nguyễn Ngọc Chuyên 143.000, gồm có là bộ kit làm lam 50.000 đồng và cây đất sét 12 màu ha, 60.000 đồng, đủ màu hết, rất là đẹp. Và bây giờ Nguyễn Như Ý ơi, đơn hàng 509.000 luôn mấy em à. Và đầu tiên thì Như Ý đặt là 20 bịch Borat luôn nha mấy em, thì mỗi một cái tụm như vậy là 5 bịch nè ha, 5 nè, 10 nè, 15 nè, 20, như vậy là đủ 20 bịch Borat nha. Tiếp đến thì là 25 cái kẹo hamburger, 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 và thêm 5 cái nữa nha, 5 cái nè. Như vậy thì là 25 cái kẹo hamburger nha, mỗi viên là 2.000. Tiếp theo thì là kẹo marshmallow gồm có 4 bịch ha, ở đây là 2 bịch vị dâu nè, 1 bịch vị vani nè, một vịt vị sô-cô-la sữa nè, hai cái dâu ha, mỗi bịch đều là 16.000, hết hạn sử dụng như nhau hết nha, còn rất là xa luôn nè mấy em, 2019 lận nha. Rồi đến là một trứng lười trắng 20.000. Tiếp theo thì là hai bịch kẹo nổ nè mấy em, vị coca và vị táo nha, mỗi một bịch là 3.000. Đây, tiếp theo thì là cái gương ha, kính lúp nè, đó các em xem, kính lúp thì là 3.000 đồng ha, cái lộn 5.000, 5.000 đồng một cái đó nè, rất là dễ thương. Và tiếp theo thì là kẹo nước ngọt nè mấy em, cái viên kẹo nó giống như là viên kẹo thúi như vậy đó, nhưng mà cái vị nó là vị coca đó, của Thái Lan, rất là ngon luôn, 6.000 đồng một bịch nha. Nó có 3 mùi nè, mùi dâu, mùi coca và mùi táo nha.
ngon lắm. Và bạn này mua là 5 bịch nha, 1, 2, 3, 4, 5. Và bây giờ Phạm Nguyễn Diễm Quỳnh ơi, đơn hàng 188.000. Đầu tiên là 10 bịch chiết tuyết nhân tạo, mỗi bịch 10.000 nè mấy em. 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 10 ha, đủ. Rồi đến là 7 bịch borax, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mỗi bịch là 5.000. Tiếp theo là mùi hương ha, gồm có 2 chai sữa và 2 chai dầu, mỗi chai nhỏ như vậy là 5.000. Tiếp theo là đơn hàng của Phạm Thị Mậu Sương, 178.000, gồm có là 1 bộ kit làm lam 50.000, 2 hũ keo sữa mỗi hũ 15.000, 1 chai mùi dứa 10.000, rồi đến là slam nước ngọt 5.000, 2 bịch móng tay giả mỗi bịch là 5.000, 1 bịch giày thể thao 5.000 luôn. Nè bịch giày này đẹp lắm nè nha. Rồi đến là bịch chén 3.000, 3 viên kẹo hamburger mỗi 1 viên là 2.000. Và tiếp theo thì bạn này đặt là một slam bia nhỏ, nhưng mà slam bia nhỏ 9.000 ở bên chị là vừa mới hết hàng rồi. Đó, thì chị lấy cái loại slam mới nhất của chị nè, đó là slam nơ nha. Slam nơ thì 10.000 lận, nhưng mà do là bên chị hết slam bia cho nên là chị vẫn tính cho em là cái slam nơ này là chỉ có 9.000 thôi, bằng với lại giá slam bia nha. Xem như là bù cho em, hy vọng là em sẽ thích cái slam nơ này nha. Đây là một loại slam mới của shop á, rất là dễ thương. 10.000 nhưng chị tính 9.000 cho em. Và cuối cùng là bịch tiết nhân tạo 10.000. Tiếp theo Bùi Thị Thu Hiền ơi, đơn hàng 45.000. Đầu tiên là 3 chai mùi hương dứa nè, sữa nè, cam ha. Cái này quấn lại để cho nó đừng có chảy thôi chứ không có gì đâu nha mấy em. 10.000 một chai. 2 đất sét, mỗi đất sét 5.000. 2 keo sữa 15.000 một chai. Cuối cùng là 2 borax 5.000 một bịch. Còn đây Huỳnh Phạm Ngọc Như, đơn hàng 104.000. Đầu tiên là 1 bịch hạt xốp 9.000, 5 bịch tuyết nhân tạo 5.000 một bịch. Lộn nha, borax, cái này 5 bịch borax mỗi bịch 5.000. 1 bịch tuyết nè 10.000. Và 3 chai hương, sữa, dâu, dứa 10.000 một chai. Tiếp theo Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm ơi, đơn hàng 118.000, gồm có là hũ keo sữa 15.000, Whisky mặt cười 25k, tuyết nhân tạo 10.000, 1 cái hộp kit làm lam 50. Đây là cái bịch phụ kiện 5.000. Và bây giờ xin mời các em cùng đến với đơn hàng của Đinh Thị Thùy Duyên, 70.000 đồng. Và đây cũng là đơn hàng cuối cùng của ngày 10 tháng 3 luôn. Đầu tiên Thùy Duyên có đặt là một whisky dưa hấu 18.000 nha. Đây. Rồi đến là hai bịch móng tay nha, mỗi một cái như là 7.000. Đây là kem nè, đây là bong bóng và hoa rất là dễ thương. Và bịch borax 5.000 nha. Wow, vậy là chị vừa hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, đó là kiểm tra đơn hàng của ngày 10 tây tháng 3 thành công rồi. Không có phải xin lỗi nữa, không bị đứt video và kiểm tra rất là trôi chảy. Chị cảm thấy rất là vui, xin cảm ơn các em, cảm ơn gia đình của các em, các vị phụ huynh đã tin tưởng ủng hộ kênh Béo Chibi. Đặt hàng hãy nhớ số điện thoại 0937899707 nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các em ở video sau.